Ủa, xin chào các bạn nhé. Các bạn thấy cây anh đào của mình bây giờ mới nở bông ra. Đây là đào. Giờ chuẩn bị cây nào cũng ra bông hết rồi. Chào các bạn nhé. Mấy bữa nắng đẹp, bữa nay mưa quá các bạn ơi. Mới dọn xong hồ cá cho cá ăn à. Các bạn thấy không? Các bạn thấy mấy cá to các bạn. Trời nắng mấy bữa rồi, cây ở dưới hồ nó lên rồi, mấy cây dưới nước thấy các bạn thấy lên chưa? Thấy nắng được cái 2-3 bữa nay mưa lại tiếp nữa bạn, giờ có 11 độ 2 độ là lạnh nữa rồi. Chắc phải chờ phải hết tháng này à trời mới ấm được, chưa có ấm nổi. Bữa nay trời mưa gió đó anh em làm lẩu gì hôm nay? Vịt nấu chao. Vịt nấu chao đây.
lâu lâu để ăn gì tóc treo kia á ha. Nay chơi mưa nấu buổi trưa đến giờ. Mặt thấy gian quá mày bệnh gì ta. Làm gì mà thảm thảm như vậy. Bữa nay làm cái gì mà thấy quá trời ra ghim nha. Lẩu ăn vịt nấu nấu chao. Này vịt nấu chao có bún nè. Hồi nãy giờ nghiêng nó nói chắc hổm giờ đi thăm Úc hay sao bệnh rồi vậy á. Hình như mình nghỉ lâu quá nó bệnh hay sao á. Mấy mày nghỉ uống bia lâu quá nó bệnh hay gì á. Trước làm quá trời. Em cái này chấm cái gì? Chấm mắm nhỉ thôi vậy. Mắm nhỉ thôi. Ok. Thôi cuối tuần anh em làm bảy dịch nấu chao đây. Gấp miếng thử vừa ăn vô rồi. Làm gì mà đi đâu cũng đang mà chảy tóc điểm gì em. Không có cắt tóc quà. Vừa chưa? Đẹp mơ lắm. Ok, mời các bạn đó đây. Mới ăn vô nó lỗ dê này ngon. Cuối tuần á. Uống bia không? Tuần này cho bà nghỉ bán hàng rồi. Bà nếm thân sáng sáng tóc đẹp nhất được rồi bán món rồi. Mà sao học dụng nói buôn bán gì thế, thế này là thế nào? Má sợ bà này bà cứ hơi nắng tới mưa, có bữa thì hối gì mà sách bằng 10 cái con tùm lum bà la. Không, anh có sao không? Người ta đặt nhiều, em hối tùm người ta đặt ít. Còn tiêu như hết cái xe, nếu có nó đặt 2 ký, 1 ký này chỉ có bán là không thôi. Chứ giá sò là no, ok thôi. Mình lấy đến lại. Đâu, thường thường là vậy, giống như mình không mối đi là nó cho mình biết trước là é đồ bà này. Nhưng mà chị cóc để tuần cũng đâu sao đâu. Mình nghĩ bà nghĩ rồi, bởi vì mình nói. Cái này là kêu bằng giàu ra, giàu ba ra bằng 7 á. Vô bước cái đây. Ok, 1, 2, 3, 4. Dạ. Cái giá đó dạ. Thì cuối tuần nấu chao. Em bút thịt vịt chứ em bút cái đó làm gì vậy? Để em thử. Mấy nếu mà nhà thai hữu thế thì đưa cho em một nửa chút xíu. Bà chị khổ ra đây đó. Tại cái này có một chút xíu.
Phải chị Phượng làm cho nước mắm đi, chị Phượng làm nước mắm giỏi lắm. Vâng, mình thử coi. Thôi ăn lạc mới có nước mắm sẵn. Ờ, lạc thì có nước mắm rồi. Lấy luôn á. Thì ăn lạc rồi đấy. Các bạn lạc đi. Em của chị nó học cách làm nước mắm của chị nhưng mà nó không học cách sẵn phải. Rồi, mới làm nước mắm nó cho một tí thôi. Ok rồi. Đồng chân nhé, nhau mỏ. Nhau mỏ. Bán nhau mỏ. Không bằng nghĩ em không hả sớm nữa. Ngon rồi. Anh đón em ạ. Ấy lắm em dần lửa nhỏ nhỏ phía. Anh đã quay món thịt bò cho anh. Bây giờ đang quay nè, từ đây. Ngon lắm anh. Vâng hả? Thank you nhé. Ngon. Đây là kêu món gì? Bò tẩy chanh hả? Bò tẩy chanh đi ạ. Bò tẩy chanh. Gọi bò. Gọi bò. Gọi bò. Em ăn rồi. Nguyễn, nôm bò này trước đi. Hả? Are you guys drank already? Yeah, we're both ready. Đúng là chị cũng nhàn được mấy anh này, anh với trong em bé thôi nhỉ? Để đi chữ. Thế bây giờ em chờ con của em lớn đi. Mình phải đẻ hai đứa nữa. Nói vậy thôi. Anh lớn mà trông không nổi hai em nhỏ kìa. Bà phải đầu tư lớp bà mới có giống như người ta kêu làm gì. Có lợi không cái? Mời các bạn nha. Này Michael đeo lên giống như là bự giống như bò tái chanh vậy thôi vậy. Dạ vâng ạ. Nhưng mà bò tái chanh mình làm cái kiểu đó là hai bò tái chanh đâu. Đây là nộm bò đây. Nộm bò. Nộm bò hả? Mấy bò tái chanh nữa. Ồ này nhậu ok á. Dạ nó mà. Này mình rán ở ngoài. Ồ. Để xong nó sống cho mình cho tủ lạnh anh. Nhạc nó mình cắt lát ra giống như ở bên tiệm Nhật nó hay cắt mỏng hơn. Ồ tiếng ở miền Nam nó kêu bằng chiên hoài á hả? Đúng. Nhưng bác kêu bằng rán. Rán. Anh cũng làm như này. Anh cũng chiên sơ cái bề ngoài, không anh mới khác. Giống như ai nó mà tốt. Này hả? Cái rượu gì của nó kinh lắm. Tóm lại là cái gì cũng vậy, nhưng mà ngày mai á nếu mà tuần mới có một sao đâu như mấy ngày không làm nhau à. Đừng nói một mà nghĩ là nhớ hay gì nhớ hay gì á. Không phải bà làm gì hai ba ngồi tám biết chưa. Hai bà có ý định gì sao đạo mãn nó sao chứ. Một tuần có 7 ngày mà có gặp nhau bốn lần rồi. Hai bà này người lớn mà làm như người nhỏ vậy á. Không mà nhóm thư giãn này thấy ăn dữ được chứ. Cái thâu này Michael nó đem lên đi gần hết rồi nè. À tới đó bà cứ ngồi ôm mền hoài vậy. Không nói đó em đừng có mà rủ vợ mình đi mà biểu tình đảo đảo là đảng cộng sản nha. Thêm Michael. Can I touch your head? No. Anh không hết đầu của em mà quấy đầu vào mà ngã cái chân luôn. Không bro, mà nó làm thì làm cho đầu mấy cô này nó láng điện cho bởi vì nó bởi vậy con ra ngoài đường là con gái nó ôm là phải rồi. Như thế này con gái nó ôm thì nó mới trượt hết ra anh ơi. Đấy. Không như thế này gặp đôi nó không là không chịu được nè. Bao luôn á. Bao luôn á. Này không chết nữa. Không ai nhỏ tóc nữa. À, đúng rồi. Không chịu được tóc luôn á. Hồi xưa. Thì ăn nước. À, mời các bạn gái đây, nãy giờ ta mà thế giới không ạ? Đây chưa? Nhà này mặc áo rồi. Trời ơi, lạnh đâu có mở cửa đâu mà nạnh. Thế này là thế nào? Em đang chụp mền ở kia, nó lạnh. Chỗ này là nạnh thế nào nhỉ? Phương này hỏng rồi. Ông mà lâu lâu cuối tuần anh em gặp lại bữa nay, gặp lại vui em bố. Thank you, bye. Very, very fun. Từ từ đấy em, trời nó còn lạnh lạnh mà mình. Làm gì làm thì cũng không có quên được cái món nấm rơm này. Hả? Cơm cháy tôm con thảo. Gọi là không? Yes. Có đẹp không bạn? Yeah. Oh, yeah.
điệu cho các bạn chứ ăn dậu mà thật thà quá cũng ngán đúng không? Đúng rồi. Mà có mấy cái món này lạ vô lạ lạ rồi đưa cây rồi mới đi chứ. Chẳng lẽ mình ăn vịt, ăn gà, ăn bò, ăn heo hoài. Quay ngán thôi. Cái gì không ngán. Thở mình ngán ngán là kêu xếp cút qua phân nè, được. Ồ, giờ thì ngon á, mình săn là hết rồi nè. Không mà làm cũng phải biết xào rồi chứ không biết xào chất quốc rồi. Nước nó ra hết rồi, thôi xong rồi. Không mà cái này ăn còn ngon hơn bào ngư nữa được rồi. Bào ngư đâu có thịt đâu. Rất là đơn giản nhưng mà thật sự ăn là cái đơn giản. Món gì nữa? Phải không? Món gì nữa nè? Mình làm cơm cháy tôm kho tàu á. Ồ. Ồ, hết cơm rồi, chú nó ok không? Đủ rồi. Ủa, chú nó đủ rồi. Đủ rồi. Đủ rồi. Đủ rồi. Đủ rồi. Đủ rồi. Ồ, phải không? Bây giờ là cơm cháy gì? Cơm cháy kho tàu hả? Cơm cháy tôm kho tàu. Ồ, cơm cháy tôm kho tàu. Ồ, đó, bây giờ này tiết lộ cho các bạn thấy luôn nè, cơm mình nấu sẵn nè, mà muốn làm cơm cháy là very dễ luôn, easy luôn. Lẹ luôn. Chỉ có nhóm thì ăn có thôi. Cô bên cô hình như là chưa ai có món này mà. Đây là cái lẹ luôn đó. Yes. Như là mì ăn liền đó. Mì ăn liền luôn đó. Đó, chút xíu nữa là có cơm cháy đó các bạn. Dòm cái chảo giống ở miền Tây mà đang kho cá lòng tông quá hả? Ở đây đang kho tàu mà. Ồ, tàu. Ồ, cái này là cơm cháy luôn á, thấy không? Các bạn thấy chưa, cơm cháy là tích tắc luôn á. Ủa, vấn đề là hơi đặc biệt á bro, hơi chưa không nói ai biết. Ủa, cái món này hơi bị hấp dẫn luôn á. Hấp dẫn bro. Ồ, nhìn là thấy hấp dẫn rồi. Chạm mấy ớt vô đây cho nó cái này là trong này là gì, tôm cái gì bro? Tôm. Ờ, tôm lóng hả? Tôm lóng kho tàu. Kho tàu. Ồ, ok. Ồ,
hồi sếp sếp Cúc hồi chiều nói bệnh bệnh không có tham gia được, mà rốt cuộc giờ qua đền trùng quá. Ồ giờ giờ sao rồi giờ anh Phan muốn kho tàu còn cháy nữa, cái này phải chờ 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 khoảng bao lâu nữa bro? 10 phút cái gì mình vô kia mình nhậu đi. Cô cả có karaoke. Cái của anh Michael là ở trong cái nhà thôi. Khi nào mình đi ra ngoài một xíu là không có. Nó đúng không? Cái của anh là cái kéo đi. Vô nè. Vô cái đây mà mời các bạn cái đây. Anh Michael phải chơi ở nhà. Anh nè. Bà không ăn được. Hey. Mời mời các bạn nãy ăn nhậu rồi không mời các bạn cái 1 2 3 vô các bạn cái đây. 1 2 3 vô. Tôi chỉ ăn cơm cháy không à. Không có mắm ruốc hả? Tội nghiệp. Không không mắm ruốc tôi không thích. Ôi bà này bà ăn mắm ruốc nhiều bà sợ rồi. Người ngoài thôi. Bây giờ có mấy con tép rang cho có mà nan gian mà nan cơm cháy mà lại không ăn được cơm. Thêm Michael dạ, anh không biết sao bữa nay xét tôi đây mà thấy cái đầu của em nó láng thế. Đầu của em nó giống như là sân bay mà người kia tặng đó. Ủa bà này bà chị đừng dã man luôn ạ. Là làm cái nào ăn này. Hôm nay vui nhỉ anh Tuấn. Thì nhà anh lúc nào cũng vui, em nói gì kỳ thế. Nhà anh lúc nào cũng mong vui. Hôm trước có lửa. Hôm nay chưa có lửa mà vẫn vui. Đó, đây xong các bạn. Ồ, thấy chưa? Đây. Ồ. Cơm cháy tôm kho tàu của nhóm thư giãn Vancouver. Vancouver. Ồ, đi dữ luôn. Món này đây không có đâu. Các bạn, mô. Nếu mà nó làm cái đúng là cái mổ với cái kéo. Ủa cái này kho tàu hả? Này ăn xong ngày mai dịch trực á. Tại nó béo hả? Ăn xong ngày mai không có đâu à. Ở ngoài nào đây nè. Mình có nấu một tháng rồi hả? Alo, thì 140 đồng tháng này nha bà. Các bạn thấy Việt Nam phi xà chưa? Con cháy chưa? Tích tắc. Đây là cơm cháy tôm kho tàu. Nhưng mà cơm cháy làm rất là lẹ. Thì hồi nãy mình quay ra các bạn thấy. Tạo con tôm lên. Cũng như con tôm luôn, ăn cái đậu mới ngon. Cái đậu mới ngon. Nó là ngon như lắm trời. Nè, cuối tuần nha. Cuối tuần nha. Cuối tuần nha. Ok em. Đây nè các bạn. Đây là món đặc biệt của đầu bếp trưởng của nhóm thư giãn. Ăn thử thấy thiếu gì ạ? Có thiếu em đẹp gái đứng gần gần đút cho ăn thôi. Thiếu gì hết. Có em hot hot đứng gần đút cho ăn thôi chứ. Món này chỉ thiếu like thôi.
Lấy vô cho mình. Lấy lên coi. Ok, thank you chef Phúc. Good. Vô ăn luôn á, không có mặn, không có đẹp luôn á. Yeah. 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 Đầu bếp trưởng này là anh vừa luôn á. Thiệt con ghệ mình nó. Cái cùng ghế nó mất rồi. Mushroom nha, mushroom, thử mushroom cái nào. Mushroom bắt đòn nấu này. Cái đồ 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 đồ. Bà làm gì bà cứ xin giấy hoài vậy bà. Cái này ngon lắm không? Ồ, thích mushroom honey hả? Đúng không anh Don? Hả? Anh thích cơm cháy. Thích Don đây. Đúng không? Thích mushroom anh nấu nè. Thế hả? Dạ. Em đâu có ăn được à. Thank you baby. Rồi, thích mushroom này. Thích của bác Don hả? Really good. Hôm nay là anh làm cơm. Anh nấu đó. Anh không biết miệng. Đưa nèo ngày mai mẹ cũng ăn cơm, anh nấu thôi. Sao được cơm? Sao được cơm? Sao được cơm? Sao được cơm? Sao được đó bao giờ tôi ăn tôm đâu. Ê, con tôm béo béo kia vô ăn hai tháng mới đủ. Tôm béo béo là tôm gì? Cơm cháy tôm béo béo. Tôm thật thà tôm béo béo tôi. Lần đầu tiên. Ok mẹ dây cho. Bắt đầu làm với anh đó. Nè, tôm giống béo. Rồi cứ đi ra. Đây là Huyên, con xem mình cái này chứ không phải bây giờ mệt quá. Không làm cái giả. Có xe 50-50 rồi hả? Ủa cái này phải xe 50-50 tối đó giờ đúng quốc này. Vừa ăn á, rất là ngon luôn. Vừa okay. Rất là ngon luôn á. Cái này chỉ thiếu thấy cơm cháy thôi chứ không. Lấy cái đồ ăn mà như này. Các bạn thấy chưa? Ồ, con cơm cháy mới đưa ra tôm kho tàu đưa ra tức tắc à. Quá ngon luôn. Mình chín chưa vậy là hết rồi nè. Ờ, cái này nó dữ lo. Dạ. Thứ hai đây. Thank you bro. Để còn kia cũng bài trong kia cũng vậy luôn. Rồi mình là tử mà. Bây giờ mình nói là một chảo tôm này mà cơm thiếu nè, bây giờ phải nó nấu cơm tiếp thôi. Phải nấu cơm tiếp thôi chứ làm sao nữa. Nếu em luôn thương em quay về đây cũng không thể nào níu giữ lấy một vòng tay. Nhóm thư giãn làm thì làm. Ăn nhậu cũng phải một bản hát karaoke đúng không? Đúng rồi, à, đó. Làm gì làm cũng có một bản hai bản hát đó. Đây là cái ca sĩ cũng có từng đi hát sân khấu nhưng bây giờ không chạy hát nữa rồi. Nhiều ca sĩ ở đây á, chỗ không đi hát thì không đi hát. Dạ dọn vào đây. Không cho hát nữa rồi. Bây giờ hát cho anh em nghe thôi. Đúng rồi. Mày mà muốn đi hát đó mày đi chơi đi. Ai nghe rằng là hay coi như là còn mấy lại. Vòng tay anh ôm lấy kỷ niệm xa vời. Để tiếp nối chương trình, hôm nay Michael gửi đến các bạn. Ta thích trôi trong cuộc đời làm người. Ta sợ sợ ngay em là một cơn hoa rơi. Rồi á. Đời người vô tình dày sau đời em. Đời người vô tình giết chết cơ em. Em ơi em ơi, trong đêm mơ mơ mơ. Sống hơn sao. Từng mùa xuân buồn lòng vẫn cô đơn. Từng mùa đông lạnh tình vẫn xa xôi. Quá dữ luôn. Cái gì nhớ cái vợ chưa?
Vô. Anh quá. Ok các bạn, ôi chiều giờ nhậu quá trời luôn rồi. Mồi gì cũng là gì bro. Cơm cháy gì? Tôm kho tàu. Giờ đến bánh mì pate. Gan vịt. Ok. Cuộc tiệc nào cũng tàn. Ok các bạn. Hẹn lại các bạn video mới. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ông